Em nghe anh ơi, là sao anh? Mấy cái đập mình câu bữa trước nước lên lắm hả anh? Dạ, cá lóc lên ruộng lúa hả anh? Rồi rồi, ok, để em lên liền. Em An vừa nhận được thông tin đó là những cái khu vực đập cả nhà, nước đang lên rất là cao. Và cái thời gian này á, là trời mưa nhiều cả nhà. Khi mà nước lên cao, cá lóc nó sẽ vượt nước, nó lên những khu vực cạn cả nhà. Là lúc mình đi câu là hiệu quả nha. Rồi, cùng theo chân em An nha. Hiện tại thì em đang có mặt tại điểm câu cả nha. Đây là một cái khu vực đầu đầu đập này nha. Đây, đám ma dương là đầu đập. Đấy. Còn phía bên ruộng đây là cái sát mé đầu đập này nha. Thường thì cá lóc sẽ di chuyển từ dưới lên trên này nha. Và khi mà nước ngập cái ruộng lúa này thì nó vào nó ăn trong, nó ăn mồi nha. Trong ruộng lúa thì rất là nhiều mồi luôn và nhiều côn trùng luôn cả nha. Thì em sẽ câu thử khu vực này xem như thế nào nha. Combo hôm nay em đang xài đó là cần game phốc 2 cả nha. Một mẫu cần mà anh em có thể câu được mồi thật và mồi giả được, ok luôn. Máy thì là máy Yamato. Đấy. Anh em mua máy câu bên em mang á, thì sẽ được bên em hỗ trợ vệ sinh máy câu nha. Máy trên 1 triệu là vệ sinh miễn phí này. Còn máy dưới 1 triệu thì chỉ thu phí có 100k là vệ sinh rồi anh em ơi. Đúng không ạ? Rồi, dây là dây HVA Bulkin nha. Đây. Dây này nó không phai màu cả nha. Và em đang xài dây 4 chấm này. 4 chấm mà nó nhỏ như 2.5 của những cái dây khác thôi nha. Nó là chuẩn size Nhật nè. 260 một cuộn, được không ạ? Rồi, mồi là em sẽ sử dụng mồi HVA nha. Rồi, bắt đầu câu thôi. Hy vọng là được cái thông tin của một người anh, cá nó đang vượt nước lên nha, thì câu sẽ em thử có ăn không nha. Rồi giờ em bắt đầu câu nha. Chung là câu thì mình cố gắng là mình sẽ ném trên cỏ, mình ném rồi cho mồi rớt xuống nước nha. Đó. Ném làm sao cho nó lên cỏ xong mà rớt xuống nước. Đấy. Mình kéo chậm nhấp nhấp đầu cần để thu hút cá. Chung là câu cá thì mình phải kiên trì nhẫn nại thôi anh em, không biết trước được nha. Để xem kết quả như thế nào. Chứ view là rất ok luôn nha. View ok lắm. Anh em ơi, má không vô nha. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, khủng khiếp chưa anh em ơi. Cá này, trời ơi, trời ơi, trời ơi, không vô rồi. Kinh dị chưa, trời ơi. Trời, cái đầu con cá này các anh ơi. Đây là cái con cá đầu tiên mà em thấy cái đầu nó khủng khiếp như vậy. Không vô các anh ơi, để tí về cân thử bao nhiêu ký nha. Con này em đánh nó đầu 2 rồi. Trời ơi, khủng khiếp chưa anh em ơi. Mồi nhé hơi HVA nha. Đây cái này. Trời ơi, khuê cả nhà ơi. Đây, nhà nhìn con cá lóc này nó khủng khiếp chưa. Con này là cái con mà đầu to nhất từ trước tới giờ em câu được cả nhà. Đây này, đây cá không? Đây rồi, khuê khuê cho anh em ơi. Ui rồi, wow, khủng khiếp chưa. Quá đã luôn cả nhà. Trời ơi, xảy rồi. Trời ơi, cá nhỏ quá anh em ơi, xảy rồi.
Ok đi mày. Là bé anh em. Lên hai. Con thứ ba rồi nha cả nhà. Ha. Cá ruộng này. Nó có màu mùa này nước đục nha, nó chuyển màu nha, nó không còn màu đen nữa nha, nó đục đục như này. Đấy. Con thứ ba. Nóng tét mép luôn rồi này. Ui giời. Cô giỏ nãy giờ em đánh HV phóc lên được ba con rồi nha, mà thấy cá nó chậm ăn với lại cá nhỏ nó táp trong bụi nhiều nha, nên em sẽ đổi mồi nha. Giờ sẽ đánh HV LX đi nha. Con này 6 gram thôi nhưng mà nó nhỏ nha. Đây. Bằng ngón tay út thôi. Nhưng mà được cái form này là chì nó ở phía sau nha, hướng về phía sau nhiều á. Nên là mình sẽ ném vẫn ném được xa nha, đúng không? Và cái nhé nhỏ này là cá nó đỡ nhát hơn nha. Em giờ càng ngày đánh càng nhỏ luôn anh em. Đấy. Tùy cái điều kiện nha, mình sẽ chọn mồi cho phù hợp. Rồi, chiến thôi. Có cá này nè con. Có cá này nè con. Con thứ tư nha. Đấy. Cái đám chòi chòi từ trong ruộng nó ra nè cả nhà. Mồi HVA LX nha. Rất là hiệu quả luôn. Nó đi ngầm 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 cá nó cũng hăng lắm nha. Con thứ tư. Chỗ này có êm nữa các nhà ơi. Giờ này là giờ trưa mà nó ăn mạnh á. Chứ nếu mà sáng sớm thì em nghĩ là cũng khá khá đấy. Em mang chào cả nhà nha. Em mang cũng xin là kết thúc cái clip câu cá lóc tại đây. Thì một ngày khá là may mắn nha. Hôm nay em mang lên được 4 con nha. Bằng cây cần Game Fox 2 nha. Một cây cần rất là ok, quen Fuji. Tầm giá của nó là 1.280.000 dành cho cần 24 size MH cả nhà. Đánh giá thiệt và như giả đều ok hết. Đấy. Máy thì máy Yamato cả nhà. Đấy. Anh em mua máy bên em mang thì bên em mang sẽ hỗ trợ vệ sinh máy câu cho cả nhà luôn. Đấy. Phụ kiện thay thế đầy đủ. Và dây là dây Bulkin cả nhà. Một mẫu dây mà em đã test hơn nửa năm rồi cả nhà. Đấy. Rất là ok luôn. Trâu bò. Và cái dây size lớn vẫn rất là bé dành cho anh em câu như thật nha. Đúng không ạ? Mồi thì em mang chơi hai loại mồi đó là HVA Mini và HVA LX nữa nha. Hôm nay báo cá đều ok hết. Đấy. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem clip của em mang nha. Có một cái mini game dành cho anh em nha. Đó là ai mà đón chính xác, gần chính xác nhất và gần đầu tiên nhất thì em mang sẽ kỷ niệm với nhà một con mồi nhé hơi của em An nha. Đấy. Bây giờ em mang sẽ lấy con cá to nhất để lên cho mọi người xem nha. Để anh em đón thử là nó bao nhiêu ký, được không ạ? Và trước khi cho anh em xem thì em cũng xin thông báo cái người may mắn mà đợt trước em có làm cái câu hỏi là anh em theo anh em là mồi thật với mồi giả mồi nào nhảy hơn á, thì em mang xin chúc mừng anh Hùng Phạm nha, được không ạ? Anh Hùng Phạm WU7ZR đó, 8 ngày trước thì nếu mà anh xem được cái clip này của em mang thì anh để lại số điện thoại dưới comment của anh nha, được không ạ? Em có trả lời comment của anh á, anh chỉ cần để lại số điện thoại thì em sẽ liên lạc và sẽ gửi kỷ niệm anh một cái lưỡi nhái thật nha, được không ạ? Đó là cái clip trước. Còn clip này thì anh em nào đón đúng cái trọng lượng của con cá thì mang sẽ kỷ niệm cho anh em một con mồi hơi, được không ạ? Một người duy nhất thôi nha. Ví dụ như là anh em sẽ đón là 1 ký 325, được không ạ?
mình đoán cho em số lạng luôn nha, để nó gần chính xác nhất. Ai mà gần chính xác nhất và đầu tiên thì em An sẽ kỷ niệm cho người đó, đó là một con mồi hơi nha. Thì tí nữa về em sẽ chụp hình lại đó, để bữa sau em đăng lên clip lên, người trúng thì em sẽ có kết quả cho mọi người luôn nha. Đây nha, con cá em câu được đây. Để em đo chiều dài 1 gang, 2 gang, 3 gang cả nha, hơn 60 phân nha, hơn 60 phân. Và cái đầu của nó thì nó cũng ngang ngửa cái mặt của em thôi, chứ không có to lắm rồi nha. Đấy, cá cỡ này thôi được không ạ? Không biết là anh em có gọi con này là Hugo chưa, chứ với em là nó là Hugo nha, con này với em nó là Hugo này. Đúng rồi, đây. Con hàng rất là to này, rất là đẹp luôn. Rồi anh em đoán số ký nha, tí về em cân là chụp hình là nhớ nha. Rồi hẹn cả nhà clip tiếp theo nha, xin chào.